tinh hoa đạo đời xin kính chào các anh chị và các bạn hôm nay xin chia sẻ với cả nhà bài pháp sống vui tuổi già con người khi tuổi về già thường ra con nít rất là thương tâm những ngày xế bóng âm thầm làm cho con cháu chẳng cầm lòng đau cuộc đời sống khổ về sau vô thường nhân quả rủ nhau đến rồi khổ thân đi đứng nằm ngồi không còn làm chủ than ôi kiếp người khi còn trẻ khỏe thì lười không lo gìn giữ để cười về sau thân già xuống cấp bệnh đau si mê lú lẫn đến mau không ngờ nhiều người sống cảnh bơ vơ đêm hôm hiu hắt trăng mở bóng mây xanh y đã khổ bao vây nay thêm lão bệnh đến đây hợp cùng tuổi già sức cạn lực cùng chẳng bù lúc trẻ sống phung sống hoài chỉ cần đạm bạc sắn khoai nhưng không tật bệnh đoái hoài viếng thăm chỉ cần tâm sáng như rằm thân luôn khỏe mạnh quanh năm an nhàn cần chi lắm bạc nhiều vàng mà thân tật bệnh trong làn u mê Thất tình lục dục đắm mê Ông vào chấp thủ chẳng hề xả ra Cho nên khi tuổi về già Cầu mau khó tính nghiệp ta bùa vây Lành thay Phật đã chỉ bày Từ bi hỷ xả tâm ngày sáng ra An vui khi tuổi về già Chẳng hề lo lắng phiền hà chi ai Trải đời đâu phải sống dài Trong vòng phải trái đúng sai buộc ràng Đâu cần trải nghiệm giàu sang Phước là ngộ được lời vàng thế tôn Sống đời hiểu đạo sống khôn Sống vui sống khỏe trọng tôn hữu tình Cuộc đời chẳng thể chọn sinh Vậy thì chọn tử cho mình phải lo Tự mình trèo lái con đò Vượt qua sóng gió ba đào phù vân một lần trên cõi hồng trần một lần sanh tử một lần sông pha chỉ mình mới giúp được ta mong cho ai cũng hoàn ca trở về bỏ đi khỏi bến bờ mê trở về bến giác si mê dã tử ai người hiểu thấu trơn như buông đi gánh nặng tâm tư muộn phiền sống theo thạc đức thánh hiền sống trong an lạc chư thiên cõi trần kính ghi chú thích đức phật dạy về tuổi già lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá lúc trẻ không phạm hạnh không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy thở than những ngày qua người ít nghe kém học lớn già như trâu đực thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau vui thay già có giới vui thay tín an chú vui thay được trí tuệ vui thay ác không làm kinh pháp cú. Thất tình lục dục là bảy thứ tình và sáu thứ dục. Bảy thứ tình là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Sáu dục theo từ điển là 1. sắc dục, 2. hình mạo dục, 3. oai nghi tư thái dục, 4. ngôn ngữ âm thanh dục, 5. tế hoạt dục 6. Nhân tướng dục. Giải thích theo từ điển như trên khó hiểu, cho nên trưởng lão giải thích hai bên, một bên theo nghĩa từ điển và một bên là theo nghĩa tham, sân, si, mạn, nghi, tưởng. Sắc dục là tham dục, hình mạo dục là sân dục, oai nghi tư thái dục là si dục hay vô minh dục, ngôn ngữ âm thanh dục là mạn dục. Tế hoạt dục là nghi dục. Nhân tướng dục là tưởng dục hay vô sắc dục. Chư thiên là người thiện lành, thạc đức, sống đúng mười điều lành Phật dạy. Trơn như là trơn thật, chân thật, chân lý. Vĩnh Quảng Kính quả sẻ chia Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.